Ngựa ngựa ngồi sao sập đùng 24 giờ. Sao là Hôm một qua hả? Hôm qua. Hôm hôm qua hả? bữa kia em bữa hôm anh bữa hôm bữa ở mà bữa kia em bắt lai thử á, bắt giờ 1 phút đi anh sập luôn. Em Đâu nghe thử chưa? xem luôn á, lỡ mà giờ em sập luôn. Cho mở ba thì bị đánh luôn. Bộ là mày không có cáo mày không mở, mày muốn mở không? Tôi không sập, tôi muốn đi lai cho mày. Kiến nó nặng quá lẹ hết nổi rồi. Ngựa chưa? Không. Mày nhảy đi rồi. Mày nhảy đi. Mày nhảy đi. Nhảy sao nhảy? Từ từ. Nhảy không cho nó vô cam này. Nhảy. Nhảy. Đúng rồi, vậy rồi nhảy tao coi tao cười tao chết mày, biển mày á. Nhảy nhảy không anh nha, không anh nha. Mày hồng mày đấy. Nó ăn hả? Vậy. Một cây gấp. Đâu má bán ghê trời, bán một cây gấp luôn. Má đào chó. Ngon. Thôi bay, mày ăn lỗ kia chưa lạnh nữa, kêu sao xỏ thêm lỗ nữa. Thấy mày là ngư người sổ tay mày. Rồi mà đó anh sổ rồi. Lỗ tai anh á, thà đánh cho nó có sổ được mẹ ơi. Sổ cái nó bị độc quá. Đồng đi đi. Tôi vậy nào tôi đại cái lỗ này lạnh tôi sổ đi bên kia nữa. Vậy. Ông lạnh nhưng mà tôi sưng rồi nè. Mày sao ơi anh mày hết mấy cái hôm nay hết mấy cái hình nhỏ nhỏ không anh định xem mà anh suy nghĩ. Để muối vô không để đường. Uống được mà nó đạt. Ơi tao mày xong xong cái tao về thì mẹ đánh mày về nội đánh. Tạm lạc. Tao lấy muối rồi quá uống nó lạc như chó. Mặn mặn nó lạc nữa, không có để đường cho nó lạc. Đưa admin mấy canh gum được, không đưa admin mấy canh gum. Gọi canh gum gọi nói chuyện nha, thôi gum để xu canh đi. Xu canh nha mày. Min, min. Mẹ vô sáu dân bi bắn tê nách luôn. Vô đi, vô đạn rồi. Cào bi đi rồi gạch ra bỏ bi vô. Má thêm bi là má chơi là như đạn luôn á. Vô bi bắn. Vô bi bắn là má như đạn. Má dép bước nhẹp chứ ba. Không đi đâu nữa vậy? Đi đâu nữa vậy? Sợ thêm lỗ nữa hả? Má gảnh háng trời. Hôm qua không với sợ hai lỗ lượt luôn. Cái gì nữa không? Nửa gà nữa hả? Cái gì nữa không? Ai kêu nhậu? Có ngày nhậu 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 không rủ không ai à. Nhậu không rủ không ai. Cho em đi theo vương nơi đến một ngày ta chỉ có đôi ta.
nhiên em không phải là tình yêu đâu em. Em không là thủ tư sau nên đến cho anh như điều khác. Em không có khó gì thì chứa được tên phải không? Em tình duy thứ một màu hồng em mang cầu vòng lấp đầy khoảng trống. Cuộc đời em vốn là một đường thẳng gặp anh chỉ lại sẽ ngang vì anh là lý thức anh thần cân bằng nhịp đập con tim và lý trí ơi gần đây làm nghe tâm tư em mỗi ngày. Cho ai ngồi anh làm em sắp xây lên như vậy. Okay. Thôi bà, sao con lỗ được rồi bà. Nữa sao con bên mà bà. Sao con bên mà nhiều 7 lỗ. Sao một bên mà 7 lỗ. Thôi tôi đang bên à. Mà sao 7 lỗ rồi. Này cái này làm đi. Sao lỗ khác. Tôi không giống người chứ lẽ giống gì ba. BD mới chịu rồi, sáu bên ta men, sáu hai bên mới BD chứ. Sáu hai bên nó mua bộ tóc giả để lên nữa. Nhưng mà tóc giả để lên nữa. Không mua đi tôi đổi. Má mua cái bộ tóc giả mà vàng vàng á, má ra đường mà vuốt vuốt. Nên lì. Vuốt vuốt cái nè. Ai dám chửi ông ơi. Ai dám chửi ông. Khóc quá chọt con cái vô bệnh viện nằm vài tháng ra đi. Em là chú hay cầm nhầm nhất. Nhưng mà khoan đã anh ơi. Em chỉ luôn muốn những vùng tốt hơn cho anh trải qua từng giây. Mẫu thẳng được người nơi anh là thứ em muốn thấy qua từng ngày. Anh chính là món quà vô giá. Má nực như chó. Nhớ thức dạ em. Anh sẽ là người nhân khiến cho các cô gái ngoài kia. Anh nói, mẹ đang thương người giáp nữa. Anh cũng ấm lấy bàn tay này. Đến đời yên tình nắng vàng đẹp như trong tranh. Và nếu như... Tôi mọc quá nguyên bộ áo màu tâm luôn. Đôi đôi buồn cháy. Thì yêu lên một đêm em nhé. Cái áo mà ớt cà ti của nó đó. Ớt cà ti nó lên cơm đó. Thầy cơ nó, thầy cơ ban quốc rồi đó. Cái áo đó đó. Cái thầy giấy châu rồi đó đó. Đúng rồi. Ừ. Mới nhậm tóc rồi vậy? Mới nhậm tóc rồi vậy? Tóc vàng khè vậy? Tóc vàng khè. Màu nâu. Màu vàng. Ở đây thấy màu vàng. Xàm á. Thì cho tóc bóp luôn hả? Màu nâu. Cho tóc bóp luôn hả? Không của tôi hả? Của tôi hết rồi, điếu ơi. Trời. Con điếu à, điếu con ngàn à. Điếu con ngàn à. Điếu này nhìn mắt em ơi, nó không thấy đường à. Hỏi đeo lên đi. Để gì đẹp hơn? Không thấy đường. Để đọc được cho, để gì đẹp hơn.